Thủ tướng kìm giá vàng để xóa bỏ nhóm lợi ích của Tổng Trọng như thế nào? Sau nhiều tuần, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bình ổn giá vàng và kéo ngắn khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Nhưng với việc áp dụng các biện pháp phi thị trường, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng phi mã, có thời điểm giá vàng đã vọt lên mốc 92 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Dân Trí đưa ra vào ngày 3 tháng 6 đưa tin giá vàng miếng lao dốc về 81 triệu đồng mỗi lượng. Bản tin cho biết mở phiên vào ngày 3 tháng 6, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức từ 80,5 đến 82,5 triệu đồng trên mỗi lượng, giảm 500.000 đồng so với phiên cuối tuần vừa qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán giảm ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, sau một tuần, giá vàng đã bốc hơi khoảng 10 triệu đồng. Giới phân tích, chuyên gia kinh tế nhận xét về lý do giá vàng rơi tự do như trên là do công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ cùng 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank tham gia mua vàng từ ngân hàng nhà nước để bán trực tiếp cho người dân bắt đầu từ ngày 3 tháng 6. Đây là chủ trương mới nhất của chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách về giá vàng trong nước với thế giới. Theo phương án mà ngân hàng nhà nước công bố cho 4 ngân hàng và công ty, giá vãn vàng ra là 78,98 triệu đồng mỗi lượng. Trước đó, chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam đã rất vất vả loay hoay về kế hoạch đấu thầu vàng. Theo đó, ngày 15 tháng 4, ngân hàng nhà nước công bố chủ trương cho đấu thầu vàng miếng sau 11 năm để bình ổn giá thị trường. Với phiên đấu thầu mở màn vào ngày 22 tháng 4, từ đó đến nay đã tổ chức được tổng cộng 9 phiên, trong đó chỉ 6 phiên thành công. Kết quả của 6 phiên đấu thầu, tổng khối lượng vàng miếng giao dịch là 48.500 lượng, tương đương hơn 1,8 tấn vàng đã được các công ty kinh doanh vàng và các tổ chức tín dụng mua vào để cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thông báo dừng việc đấu thầu vàng miếng do không đạt hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tìm các phương án khác để bình ổn giá vàng trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, vào ngày 16 tháng 5, Tổng Giám đốc SJC Lê Thị Thúy Hằng đã đưa ra ý kiến cho rằng nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng. Trước đó, bà Lê Thị Thúy Hằng khẳng định SJC không thao túng hay làm giá mà bán vàng do nhu cầu, cung cầu của thị trường quyết định. Tuy nhiên, giới chuyên gia ngân hàng khẳng định với sự chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có chiều hướng tăng đều từ năm 2012 cho đến nay. Nếu cho rằng không có sự làm giá với giá vàng hoàn toàn do cung cầu thị trường quyết định là điều rất khó thuyết phục. Theo đó, chỉ bằng một phép so sánh đơn giản, trước đây ít ngày, chính phủ và ngân hàng nhà nước đã bất lực trong việc bình ổn và kiểm soát giá vàng. Cụ thể, báo Vietnamnet vào ngày 10 tháng 5 đưa tin, giá vàng tăng điên loạn, SJC lên đỉnh cao kỷ lục 92 triệu. Đây chính là sự thất bại trong nỗ lực giải cứu của chính phủ. Giá vàng không những không giảm, mà chênh lệch giữa giá trong nước với quốc tế còn tăng lên với mức kỷ lục là hơn 30 triệu đồng mỗi lượng. Công luận cho rằng việc giá vàng trên thị trường trong nước đã giảm xuống đáng kể và lúc này là thành công của chính phủ ông Phạm Minh Chính, người có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC. Việc giao vàng cho 4 ngân hàng thương mại bán trực tiếp cho người dân nhằm tiến tới xóa bỏ nghị định số 24, ra đời từ tháng 4 năm 2012. Nghị định này được ban hành chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ đầu tiên bằng chính sách độc quyền này. Hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm được biết bao nhiêu lợi nhuận từ số tiền chênh lệch khổng lồ, không biết đã chạy vào túi những ai và nhóm lợi ích nào. Trong khi mọi thiệt hại cho nền kinh tế do chủ trương độc quyền kinh doanh vàng đã trút hết lên đầu dân chúng. Thành công bước đầu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc bình ổn thị trường vàng là điều đáng khích lệ. Nhưng công luận thấy rằng việc chỉ có vàng SJC được thực hiện mọi giao dịch mua bán vàng miếng, trong đó khi 4 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank chỉ được phép bán ra mà lại không được phép mua vào từ khách hàng là sự thiếu bình đẳng và không mang tính thị trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng kìm được giá vàng để xóa bỏ nhóm lợi ích của Tổng Trọng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Vì sao Tô Chủ tịch chỉ đạo Bộ Công an bắt Huy Đức tại thời điểm hiện nay? Đêm 1 tháng 6, tin nhà báo nổi tiếng Huy Đức, tức Facebook Trương Huy San, bị khởi tố và bắt tạm giam đã làm chấn động mạng xã hội. Có ý kiến so sánh tin Huy Đức bị bắt được công luận quan tâm ngang với việc bắt ủy viên Bộ Chính trị. Theo giới thạo tin, đây là điều một số người, trong đó có cả bản thân nhà báo Huy Đức, đã biết từ trước. Bởi trong chế độ này, đó là vấn đề sẽ xảy ra, chỉ là đến nhanh hay chậm mà thôi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lý do người ta bắt Huy Đức lúc này có liên quan đến một số status mang tính nhạy cảm, động chạm đến một số nhân vật lãnh đạo cấp cao như Tổng Trọng hay cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, mà nay là ông Chủ tịch nước Tô Lâm đầy quyền lực, mặc dù ông cũng rất nhiều scandal, bò rắt vàng tại Anh hoặc bắt cóc Trịnh Xuân Thành tại Đức. Cụ thể, trong status những suy nghĩ không rời rạc viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 28 tháng 5, hay bài Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi, trước đó ít ngày được cho là động chạm đến các chính sách của Bộ Công an và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đáng chú ý, nhà báo Huy Đức được đánh giá là một nhân vật gây tranh cãi. Luật sư Đặng Đình Mạnh trong status sao lại hồ hởi với việc Ô Xin bị bắt đã đưa ra nhận xét. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là người được ông Trọng chống lưng, tôi đồng ý. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là cây viết đấm đá cho phe cánh trong chế độ, tôi vẫn đồng ý. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận Huy Đức đã không viết để đánh người chống lưng mình. Có ý kiến cho rằng cựu tổng biên tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế hay Huy Đức và một số cây bút nổi tiếng nằm trong nhóm truyền thông của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức Tư Sản. Đầu năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Công Khế. Khi đó có những tin dò dỉ sau khi Nguyễn Công Khế sẽ là Ô Xin Huy Đức. Nhà báo Huy Đức vốn là người dân gốc Hà Tĩnh và là đồng hương của ông Trương Tấn Sang. Ông Tư Sang là dân Đức Hòa, tỉnh Long An, nhưng có quê gốc khác tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, và là lãnh tụ tinh thần của phe chính trị Hà Tĩnh. Nhà báo Huỳnh Văn Hoa, một đồng nghiệp của Huy Đức, tiết lộ trên trang Facebook cá nhân như sau. Ngoài đời, Huy Đức thường chơi với một nhóm sĩ quan an ninh cao cấp gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ở Sài Gòn. Họ thường gặp nhau ăn sáng vài tuần một lần tại một nhà hàng trên đường Sương Nguyệt Anh, quận Nhất. Có thể từ nhóm bạn đồng hương này mà Huy Đức khai thác nhiều thông tin thuộc loại quý hiếm mà các báo khác không có được. Nhiều người đoán rằng chắc chắn anh ta sẽ bị bắt, song điều đó đã không xảy ra. Tôi nghĩ có phần bảo kê của nhóm đồng hương Nghệ Tĩnh, thậm chí ở cấp cao hơn. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Bộ Công an lại bắt Huy Đức ngay tại thời điểm này khi cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng đang đi tới hồi kết thúc? Theo một số ý kiến, trong các thời gian gần đây, ông Tư Sang có các chuyến đi giáo diết, vận động Tổng Bí thư và các cấp có thẩm quyền lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, làm thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Theo đó, trong vụ AVG, tài liệu đã đóng dấu mật, thậm chí là tối mật về những công văn trao đổi giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an giữa ông Tô Lâm và ông Trương Minh Tuấn được tung ra. Phía Tô Lâm định áp dụng bài cũ với lập luận ai là kẻ tung tài liệu mật này thì quy tội đối thủ. Nhưng đối thủ của Tô Lâm đẳng cấp hơn đã lập luận rằng tại sao những tài liệu này được xếp vào hàng loại mật. Một nguồn tin từ nội bộ tiết lộ nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà muốn xử ông Tô Lâm thì việc đã xong từ lâu rồi, nhưng không bao giờ có chuyện đó vì quyền lợi giữa ông Trọng và Tô Lâm trước đây đan xen bám chặt vào nhau. Hơn thế nữa, duy nhất ông Trương Tấn Sang, người theo đuổi vụ AVG này từ nhiều năm nay, ông Tư Sang chính là người mang những hồ sơ này cung cấp cho nhóm truyền thông của mình rồi tung ra các tài liệu đánh Tô Lâm. Trong đó có Nguyễn Công Khế, Trương Huy Đức, tức là Huy Đức, và một số nhân vật khác với những bút danh lạ hoắc của nhóm truyền thông bẩn như Nguyễn Văn Tung, Hoàng Việt v.v. Khả năng cao nhà báo Huy Đức sẽ bị khởi tố với một tội danh nào đó theo điều 321 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Hoặc lại theo điều 117 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc gây tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ luật hình sự vào năm
2015. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch chỉ đạo Bộ Công an bắt Huy Đức tại thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.